Ở bài học số 3, chúng ta sẽ học một cái bài rất quan trọng, đó là cách lấy hơi. Đó, cách lấy hơi là một trong những cái kỹ thuật cơ bản chính để học sáo. Nếu như bạn lấy hơi sai cách thì không những các bạn không thổi được sáo mà các bạn còn còn làm hại cơ thể. Đó. Ví dụ như là chúng ta lấy hơi vào phổi và chúng ta dùng cái phổi đẩy hơi ra, đó là sai. Đó chỉ là chúng ta thở, hít thở bình thường, chúng ta không thể làm việc đấy với một cách nặng nhọc, khiến cái phổi chúng ta phải làm việc giống như người là đang đang bị bệnh hen vậy, ta đang cố phải hít thở rất là khổ. Đó, về cái kỹ thuật lấy hơi này thì Dương sẽ giới thiệu cho bạn và sẽ chỉ cho các bạn. Đó gì, khoang chứa hơi ở trong cái cơ thể chúng ta thì có hai cái khoang chứa hơi, đó một là ngực, hai là bụng. Đó, để các bạn hiểu, một là ngực và hai là phần bụng. Đó thì có hai cái cách để chúng ta đưa hơi vào, đó là một là hít bằng mũi và hai là hít bằng mồm, đúng không ạ? Đó, thế nhưng mà hít bằng mũi thì nó sẽ không thể nhanh được, khi ta thổi sáo không thể nhanh được, cũng cũng cho phép nhưng mà không thể nhanh được, nên ta sẽ lấy bằng miệng nhá, bằng mồm, bằng miệng. Đó, khi lấy hơi thì chúng ta sẽ lấy hơi vào bụng, đó là ta sẽ đưa hơi của chúng ta đi qua ngực và xuống bụng, đó đầy ở khoang chứa ở dưới bụng. Đó, ví dụ như giường, đó bụng sẽ to lên, đúng không ạ? Người thổi sáo thì bụng rất là to, bụng sẽ to lên. Tiếp tục, đó chưa đủ, các bạn vậy phải dùng cái cơ hoành này giữ cái hơi ở bụng lại và tiếp tục lấy tiếp ở lên trên ngực. Đó, thế nhưng mà cùng làm một lúc thật nhanh, và chúng ta phải lấy cả bụng và cả ngực, nhưng mà phải lấy xuống bụng trước. Đó thì bụng đầy, sau sau khi bụng đầy rồi thì ngực cũng cũng đầy, ta dùng cái hơi ở bụng đẩy cái hơi ở ngực đi ra ngoài thì nó mới có sức mạnh đó để thổi sáo. Ví dụ đó rất khỏe. Muốn làm được cái khỏe thế thì chúng ta phải có một cái gọi là nội lực đó, giống giống như là các người ta tập những cái bộ môn mà hít thở đấy. Đó, nội lực, chúng ta dùng hơi ở bụng để đẩy cái hơi ở ngực đi ra ngoài thì nó khỏe. Khi mà hết rồi chúng ta vẫn còn khoảng hơi ở bụng để cứu những cái nốt dài, những nốt ngân dài và đặc biệt là những nốt cao, vân 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 vân, tiếp tục như vậy đấy. À, khi mà chúng ta lấy hơi và chúng ta thổi ra thì các bạn tập lấy hơi và tập như Dương đã nói, lấy vào bụng xong rồi tiếp lên ngực và các bạn thổi ra từ từ, tiếp tục như vậy, tập thật đều đặn, một ngày có thể tập 10 phút, 5 phút, 20 phút đó, không nên tập nhiều quá đó, nhưng mà phải đều đặn, có nghĩa là ngày nào cũng phải tập đó. Thì khi mà tập thì chúng ta cố gắng thổi, khi mà thổi ra thì chúng ta không phồng má, không phồng như vậy đó, và cố gắng điều khiển cái lỗ thoát hơi ở miệng của chúng ta này, cái lỗ thoát hơi ở miệng này nó tròn và nhỏ, chúng ta đặt cái ngón tay và thổi vào một điểm, nó là thổi vào cái đầu ngón tay này. Cố gắng tụ hơi vào cái đầu ngón tay này chứ không thổi bay ra ngoài, thổi theo một góc 45 độ theo phương hướng đứng của theo theo cái theo 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 người chúng ta, 45 độ đi chéo xuống được nhé, để nó vào mai này nó sẽ vào cái lỗ này và tập trung thổi một điểm. Thổi từ từ càng dài càng tốt. Đó, một điểm các bạn chú ý như vậy, đều đặn đó, không phồng má và hướng đi là 45 độ so với thân người. Đây là cái bài chúng ta lấy hơi, một cái bài rất quan trọng. Một cái bài mà tại sao Dương phải dành cả một cái clip cho cái bài này đó, để các bạn hãy luyện tập trước khi vào thổi cây sáo. Trước khi vào thổi cây sáo chúng ta hãy tập những cái điều cơ bản này, nó rất nhỏ thôi nhưng đừng đốt cháy giai đoạn, đừng cầm sáo vào thổi cổ, hãy làm cái điều đó tốt rồi hãy cầm cây sáo lên thổi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.